Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị bạn thân yêu và chào mừng tất cả anh chị đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay là thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022. Em Hoàng An sẽ lên sóng theo yêu cầu của rất nhiều anh chị rằng hãy cập nhật tất cả những mẫu xe số tự động với tầm tiền dưới 400 triệu tại siêu thị ô tô Bình Dương để cho chị quý hàng thân yêu của em An tiện theo dõi. Đây cũng đang là một cái tầm giá mà quý hàng lựa chọn và hỏi em An rất là nhiều. Đó, và địa chỉ bên em đây ạ, số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Và tất cả những sản phẩm bán ra thì bên em đều cam kết chất lượng tuyệt đối bằng văn bản anh chị nhá. Tuyệt đối không bán xe lỗi, xe đâm đụng, thì kích. Xác định nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất và giấy tờ hợp lệ để mua bán. Ok. Và đây chủ đề ngày hôm nay sẽ là những mẫu xe dưới 400 triệu. Thì ngày hôm nay có những mẫu xe hạng C, hạng B hoặc hạng A nào có tầm tiền như vậy thì em An sẽ giới thiệu anh chị. Và chị nào cần hình ảnh này, video chi tiết của những cái mẫu xe đó thì inbox trực tiếp em An sẽ gửi hình ảnh, gửi video và báo giá cho chị. Rồi, có lẽ là em An sẽ giới thiệu ngay vào một em xe đây. Một em Nissan Sunny. Đấy. Em này là đời 2018. Số tự động 2018 Bre S. Đấy, bản S có body cho chị, 2018 và đang chạy 6 vạn. Chủ xe cũ đã lên cho chị cặp đèn gầm sương mù là BC nhông. Rất là sáng anh chị, em An đã test buổi tối rồi, rất là sáng. Đây là một mẫu hạng B của Nissan, động cơ 1.5. Tiền ít thịt nhiều anh chị ạ. Thực sự rất là rộng rãi. Rộng rãi là cái mà cái cảm nhận đầu tiên của em An về mẫu này. Thực sự thoải mái và rộng rãi. Có thể về thiết kế của Nissan Sunny không quá bắt mắt, nhưng với tầm tiền 388 triệu cho một em xe đời 2018 số tự động thì em An nghĩ rằng anh chị cũng nên cân nhắc, bởi vì ít ra thì đây cũng là một mẫu xe vận động cơ khá là ổn định anh chị nhá, vận hành ổn định, không hề hư hỏng vặt và không gian nội thất rộng rãi, số tự động là anh chị đi rất là nhàn nhã đúng không ạ. 388 triệu rồi là anh chị có một em số tự động 2018 vô cùng rộng đúng không ạ. Anh chị thấy khoảng sáng chân và khoảng sáng trần của Sunny đúng không ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ, thoải mái cho chị để đồ, anh chị ngồi cũng rất là thoải mái. Đây, khoang hành lý đây, rộng vô cùng luôn. 388, em xe này là tên công ty một chủ mua mới từ đầu anh chị không? Đây, thoải mái luôn đúng không anh chị thấy không ạ, tha hồ rộng rãi. Em xe này vẫn còn một cái cặp đèn gầm sương mù, đèn zin nhé. Đây là chủ xe vào cái đèn này anh chị này. Đấy, rộng lắm anh chị, tha hồ anh chị để đồ ha, bỏ sơ cua. Đấy, đồ nghề đầy đủ hết, tuyệt đối là không lỗi chị nhá. 388 triệu cho mẫu này. Premium này, S này. Đấy, có body anh chị nhá. Các tay cửa cũng là mạ chrome, các chén cửa đã vào rồi, vỏ thì còn khá là dày và ổn định nhá, vỏ này thì còn dày, anh chị đi thoải mái luôn. 2018 388 triệu đồng. Đấy, 388 triệu đồng. Với những anh chị nào mình tài chính đang thiếu khoảng 50 triệu, 30 đến 50 triệu thì bên em An sẽ hỗ trợ cho chị góp tại cửa hàng nhà em An. Đó, để cho chị mình dễ dàng trong vấn đề trả góp. Đó. Tại vì ra thì có nhiều anh chị với tài chính còn đang thiếu 50 triệu, 30 hoặc 50 triệu đến 70 triệu mà vẫn thiếu thì bên em sẽ có thể linh động cho chị được. Đó, linh động cho chị đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đây là động cơ. Đấy. 1.5 anh chị ạ. Đấy. Nguyên bản hết. Bao cho chị là không đâm đụng thủy kích tai nạn. Đó. Và đều bao quay đầu, bao quay đầu cũng như là bao phạt nguội cho anh chị. Anh chị chạy nếu vấn đề xảy ra phạt nguội thì sẽ hỗ trợ cho chị nhá. Đó. Ok. 388 triệu đồng. Có lẽ là em An sẽ giới thiệu một em hạng C với cái tầm nhô 400 một chút thôi. 425 triệu là giá còn thương lượng anh chị nhá. Em Kia K3 số tự động 2014. Đang đi 80.000 biển Bình Dương, gốc Bình Dương một chủ, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Và xe này là bản full, sẽ được trang bị cho chị cảm biến trước sau này, cụm đèn pha dạng thấu kính, giải LED định vị ban ngày, cửa sổ trời. Đấy, vào không gian nội thất đi. 2014, động cơ 1.6. Đây là mẫu xe thiết kế rất là đẹp mắt anh chị ạ, trẻ trung và bắt mắt, công nghệ ngập tràn đúng không ạ. Đấy, các tay cửa mạ chrome, gương kính chỉnh điện, gương cụp, ghế da nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu bọc da, có lấy sổ vô lăng luôn và có ga tự động, điều hòa hai vùng độc lập, khóa đầy đủ thông minh, quá nhiều option đúng không ạ. Trẻ trung và bắt mắt, động cơ 1.6 Kia K3 số tự động 2014. Mức giá mà bên em đang mong muốn ở mẫu này là 425 triệu đồng. Bộ mâm này là mâm R17 chị, 4 thăng đĩa ABS đấy, mâm R17, mâm phay. Đó, các tay cửa mạ chrome hết. 2014, ok. Nội thất là nguyên bản màu đen. Đó, đèn hậu sau là LED anh chị, đèn LED 3D này.
LED 3D rất là đẹp. Cá nhân em An cực kỳ là thích cái cụm đèn hậu sau của Kia K3, đặc biệt là buổi tối chị ạ, nhìn cực kỳ là sang và đẹp mắt. Bốn mắt cảm biến sau, camera lùi tích hợp sẵn, khoang hành lý cốp điện và rất là rộng rãi ha. Đấy, Kia K3 2014 thì anh chị có thể cân đối sang mẫu này. Giá bên em đang chào bán là 425 triệu đồng. Đấy, là anh chị có một em hạng C, form dáng đẹp, công nghệ ngập tràn đúng không ạ? Và tầm tiền cũng vừa phải thôi là anh chị có thể trải nghiệm được cái mẫu hạng C này rồi. Đó. Những cái mẫu xe này thì chủ yếu là đi gia đình 100% anh chị nhé. Ít ai mà đi kinh doanh dịch vụ ở mẫu Kia K3 lắm. Máy số keo chỉ là zin. Cam kết tuyệt đối cho anh chị vấn đề như vậy. 2014. Đó. Đăng kiểm còn dài chị ạ. Phí đường bộ cũng còn đến tháng 4 năm 2023. 425 triệu đồng cho mẫu Kia K3 này. Rồi tiếp tục sẽ sang bên đây. Còn mẫu xe nào mà dưới 400 thì em sẽ giới thiệu chị số tự động thôi chị nhá. Số tự động thôi. Trong cái thời lượng video thì em sẽ chỉ giới thiệu số tự động. Đây, một em Kia Rio. Em xe này là số tự động, hàng nhập hàng nguyên chiếc. Hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và em xe này đang chạy 65.000 km, đăng kiểm của đến tháng 4 năm 2023. Máy 1.4. Và mẫu này là mẫu nhập hàng, chạy rất là ngon, chắc chắn. Em xe này có cái tem có cái phim cách nhiệt này. Bên em sẽ dán lại cái phim cách nhiệt này cho chị nhé. Phim cách nhiệt này theo thời gian nó bị bong. Đó. Về mưa phim cách nhiệt có rồi. Đấy, mấy cái chi tiết này thì mình có thể đặt để mình lắp vào cho đẹp được. Đó. Ghế da nguyên bản theo xe. Và em xe này thì sử dụng vô lăng 4 chấu bọc da. Đấy, có cruise control luôn. Đó. Số tự động. Mẫu này thì hàng nhập thì về khả năng trải nghiệm thì rất là thú thực với chị, là về mẫu hàng nhập về khả năng trải nghiệm thì nó rất là tốt. Đó. Gầm bệ nó chắc chắn. Đó. Và cách âm nó tốt hơn so với những bản ráp ở trong nước hiện tại. Mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 398 triệu đồng cho mẫu Kia Rio này. Vỏ lốp láp còn dày chị nhá. Lốp còn khá là dày và em đang xem cái đết vỏ ha. Đây, em xe này đết vỏ vẫn còn theo xe thì anh chị thấy là 65.000 chuẩn rồi. 65.000 km chuẩn cho mẫu Kia Rio số tự động này. Đây, xem trên luôn. Vỏ theo xe đi anh chị ạ. Vỏ trước này thì có thể là đã thay rồi, vỏ trước thì đã thay rồi, vỏ sau là còn vỏ theo xe. Tại vì là thú thực với chị là để mà cái đi mới 65.000 thì cái vỏ cũng lên thay. Em xe này là còn hai vỏ sau theo xe và hai vỏ trước là chủ xe đã thay cho chị rồi nhá. Hai vỏ trước đã thay. Đăng kiểm 1 đến tháng 4 năm 2023. Cho chị tham quan qua phần nội thất đây, cũng như là động cơ. Máy số keo chỉ là zin. Và em xe này em ăn tin chắc là odo chuẩn đấy chị nhá, 65.000. Chất xe còn đẹp lắm. Đó, 2016 nha chị, số tự động. Đó, vô lăng tích hợp. Đó, động cơ 1.4, hai túi khí an toàn, 4 loa giải trí. Đó, thì cái tầm tiền dưới 400 thì thay vì mua những mẫu hạng A để chị có thể trải nghiệm những mẫu hạng B này thì anh chị chạy cái động cơ nó khỏe khoắn và rộng rãi hơn. Đấy. Thì về cơ bản ở đây là vì sao mà với tầm tiền này anh chị có thể mua được hạng A, nhưng với tầm tiền này anh chị mua những mẫu hạng B, những cái chất lượng xe nó còn nguyên bản, còn đẹp và anh chị được cái trải nghiệm tốt ha, rộng rãi và cái động cơ nó mạnh mẽ hơn so với những mẫu hạng A. Mẫu xe này đang là 398 triệu, tất cả đều có thương lượng giá cho anh chị. Sang đây em An đang còn một em Ford Festa này. Em này là 2014 số tự động bản hatchback mẫu mới chị nhá. Em này đang đi 58.000, có gốc Sài Gòn, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đã được chủ xe vào 4 vỏ mới, sơn mâm đen. Đấy. Chủ xe cũng vào những cái bọc má phanh này, màu đỏ này, có thể là sơn nha chị nhé. Sơn mâm này, lên 4 vỏ này. Các chi tiết như là vè mưa, phim cách nhiệt có đủ rồi. Bên trong thì có lót sàn, hộp bệ tỉ tay, ghế da, lên cho chị một cái màn hình Android nữa. Đó, mẫu này thì đang là động cơ 1.5 Ford Festa, số tự động 2014. Mẫu này đang là 328 triệu thôi. Nhắc về Ford Festa thì rõ ràng với một chiếc xe của thương hiệu nước Mỹ thì cái độ cách âm và độ mạnh mẽ của động cơ lúc nào cũng có, đúng không ạ? Rất là nổi tiếng về độ cách âm tốt. Dàn đồng rất là cứng ha, rất là cứng luôn. Nên là cách âm khá là ổn, đặc biệt là anh chị chạy cực kỳ là phê luôn. Dòng Ford này chạy thì chắc chắn là không chê vào đâu được. Lốp láp thì còn dày chị nhá. Anh chị chạy thoải mái luôn. Vỏ này thì còn mới tinh luôn. Bản hatchback này 2014 á. Cảm biến sau. Mẫu xe này đã là 328 triệu đồng. Đã lên màn hình này. Đã lên 4 vỏ. Có ghế da lót sàn rồi. Đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2022. Nếu mà chị muốn hỗ trợ đăng kiểm thì em sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại cho chị.
Đây bên đây tiếp. Đấy, caramel cho chị con. Sinh nhan tích hợp. $328 triệu. 328 triệu đồng cho mẫu này. Các chi tiết này là chủ xe vào này. Đó. 328 triệu đồng là có một em số tự động 2014. Đó. À, nhắc mấy anh em cả số khung số máy kéo cái ghế lên nhé. Để sát quá nên lúc mở sau rất là khó. Lót sàn đầy đủ hết rồi. Đó. 328 triệu đồng cho mẫu Ford Fiesta số tự động này. Đó. Tất cả xe thì BMW đều bảo hành cho chị động cơ và hộp số 5.000 km hoặc 6 tháng sử dụng và động cơ hộp số. Và tất cả những chi tiết ví như là bình ắc quy, hệ thống điện, trong quá trình anh chị sử dụng khoảng 1 tuần 10 ngày mà có vấn đề thì bên em sẽ hỗ trợ cho chị. Và tất cả những cái sản phẩm bán ra thì bên em sẽ trước khi giao cho chị thì lại kiểm tra rất là kỹ càng để bao cho anh chị rồi, chứ không phải là chưa kiểm tra. À, tất cả là có kiểm tra kỹ. Ở 328 anh chị em. Tiếp theo là một em hàng nhập động cơ 1.2, một mẫu quá là nổi tiếng rồi. Về thương hiệu, về doanh số bán hàng của mẫu này thì cũng rất là ok. Một em Hyundai i10 bản hatchback 2014. Đó. Động cơ 1.2 nhập ấn nguyên chiếc. Em xe đang chạy chuẩn đồng hồ 60.000. Mâm phay ở bản này cũng đã được trang bị công nghệ như là sinh nhan tích hợp này, gương cục, tay cửa mạng rôm, khóa cảm biến thông minh, hệ thống khóa đầy đủ thông minh nữa. Đấy, vô lăng tích hợp luôn. 2014 em xe này mới chạy có 60.000 thôi. Rất là cọp như vậy đấy. À, 60.000 km chuẩn cho mẫu này. i10 hatchback anh chị số tự động, máy 1.2. À, mẫu này thì anh chị chạy khỏi phải chê, nó rất là kiểu nhẹ nhàng anh chị ạ, nhẹ nhàng, linh hoạt trong đô thị. Và mức tiêu nhiên liệu thì cũng chỉ dao động khoảng 5-6 lít thôi, nhưng rất là tiết kiệm đúng không ạ. À, ghế hai màu anh chị nhá, đấy, màu đỏ và da màu đen. Ở bản 1.0 thì sẽ là màu kem và màu đen anh chị nhá. Đó. Các chi tiết ốp lắp bình xăng chủ xe cũng vào, bốn vỏ này thì còn dày. Đó, giá bán đang là 318 triệu đồng, giá có thể hơi cứng bởi vì hàng nhập thì mức giá nó sẽ hơi cứng so với bản ráp ở trong nước. Nhưng mà anh chị nào mình thích những cái mẫu xe bản nhập này thì anh chị chắc chắn là sẽ biết giá trị của nó. Đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2023 cho mẫu này. Ok. Rồi mời anh chị theo chân em An xuống khu vực dưới, còn mẫu nào thì em An sẽ giới thiệu cho chị. Xe về bên em thì rất là nhiều, đa dạng đủ chủng loại, những cái mẫu số sàn dưới 400 cũng rất là có nhiều, hàng lướt thì em An sẽ cập nhật sau. Trong cái thời lượng này thì em An sẽ chỉ giới thiệu cho chị những mẫu xe tự động dưới 400 triệu để cho anh chị mình biết. Tại vì ra nhiều lúc có chị hỏi em An thì em An chưa cập nhật kịp thì rất là khó để chị hình dung ra. Nên là khi mà chị hỏi em An thì em An sẽ gửi đường link video cho chị vào đó coi. Anh chị thấy ưng và thích thì alo cho em An thôi, rất là đơn giản. Đó. Giá thì luôn còn thương lượng, nên là anh chị nào ưng và thích thì cứ lên xem xe để thương lượng giá, cũng rất là dễ dàng thôi. Đây em An đang còn một em Kia Rio này, số tự động. Em này là 2016, đang đeo biển số Bình Dương. Chủ xe đã lên cảm biến trước sau rồi. Đấy, 2016 số tự động anh chị ạ. Ok. Đó, em xe này thì cũng đã có ghế ra sẵn này. Chủ xe đã lên cho chị màn hình Android. Đó, Kia Rio chị ạ. Vào vỏ Michelin. Đó, vào vỏ này này. Đó. Các chi tiết như là tay chén cửa là vào đủ cho chị rồi, full topping luôn. Đấy. Ở bên trong này là vô lăng số đây, vào màn hình Android nhé, 9 inch. Vô lăng rất là mới đây, có ga tự động luôn. Em này là Rio số tự động 2016 luôn, đeo biển số Bình Dương, hai túi khí an toàn, 4 loa giải trí. Lên cảm biến trước sau và vào vỏ mới tinh rồi, và cho anh cái carbon. Đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2023. Tháng 4 2023. Động cơ 1.4 đây, máy thì nó rửa cái sạch sẽ rồi, cam kết cho chị là không ra máy nhé, tuyệt đối luôn. Và chị có thể check test tùy ý. Em này đang đi 60.000. Chất xe đẹp, chuẩn chỉ luôn. Đó, một cái lợi thế là lên màn hình này, lên vỏ Michelin này. Đây, caramel qua đây. Lên vỏ Michelin hết rồi. Đấy, vỏ này thì khoảng 2 triệu rưỡi một quả. Tầm 10 triệu tiết kiệm cho chị. Đó, các chi tiết phụ kiện kèm theo cũng là vào đủ cho chị rồi. Đúng không ạ? Đấy. 395 triệu đồng cho mẫu này. Cho mẫu Rio, Kia Rio. Một mẫu xe hàng nhập nguyên chiếc. Em An bán cũng rất là được những cái mẫu này, bán cực kỳ là dễ luôn. Đó. Bốn mắt cảm biến sau. Ok. Đấy, cụm đèn hậu sau giải LED nha anh chị nhá. 395 triệu đồng. Tiếp theo sẽ giới thiệu cho chị một em i10 tự động 2018. Em này đang đi 45.000 km, động cơ 1.2.
một chủ mua mới từ đầu anh chị nhá. Đó, một chủ mua mới từ đầu. i10 bản hatchback, em này là bản rap ở trong nước anh chị ạ. Form này thì đến tầm đầu giữa 2017 là đã có cái form này rồi. Form mới chị nhá. Đó. Và về bản nhập thì chỉ có đầu 2017 trở về trước thôi là có bản nhập, chứ còn giữa 2017 về sau này thì chủ yếu là bản rap ở trong nước 100%. Đó. Rất là hay là đời 18 này thì ở bản hatchback này có 4 thang đĩa chị nhá. Rất là hay luôn, mâm là mâm phay, thay vì mâm đúc như bản sedan thì ở bản hatchback là mâm phay, nhìn nó rất là trẻ trung và bắt mắt. Mẫu xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng. Động cơ 1.2. Đây. Em xe này đã được chủ xe lên cho chị màn hình Android rồi, 9 inch luôn. Màn OLED 9 inch luôn, anh chị có thể vào mạng được 45.000 chuẩn anh chị chưa? Hộp số tự động 4 cấp. Nội thất là ghế hai màu, màu đỏ kết hợp màu đen. Động cơ 1.2 sẽ là như vậy. Còn động cơ 1.0 thì sẽ nó chỉ là màu kem thôi. Đó. Ok, 365 triệu anh chị nhá. Rồi, em An vừa lựa chọn những cái mẫu xe số tự động dưới 400 triệu tại siêu thị ô tô Bình Dương để gửi tới cả anh chị. Và chị quan thân yêu quan tâm về những cái sản phẩm này thì alo trực tiếp vào số hotline của em An, cũng như là lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để mình xem xe này, mình chạy trải nghiệm xe. Rồi, chị cần mua bán trao đổi xe thì hãy alo em An anh chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin gặp lại anh chị ở những mẫu xe sau. Anh chị hãy nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh để cập nhật hàng ngày các mẫu xe về tại siêu thị ô tô Bình Dương. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại. Xin chào.